Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft diễn binh thời Trung Cổ. Bây giờ thì vô trong để nâng cấp dụng cụ lên thôi. Hôm qua đi khám phá lượm được cả đống đồ cường hóa xịn luôn. Và chắc hiệu nói về hiệu suất á, thì cây cúp sắt mình đang dùng nè là cây cúp có dòng hiệu suất cao nhất ha. Mình không biết là mình có nên tách cây cúp này ra để ghép vô cái cây cúp kim cương hay không nữa. Giờ thì nó còn độ bền nhiều lắm. Thôi thì dùng tạm đi ha. Khi nào cái này nó còn cỡ 56% độ bền gì đó, mình sẽ tách nó ra rồi ghép vô cây cúp kim cương sao cũng được. Khá là ok đấy. Còn về kiếm, mình dự định là sẽ tách cái dòng cường hóa trong cây kiếm sắt này nè. Nó có cái dòng tên là Indestructible. Cái dòng này là kiểu như là xịn hơn, chậm hỏng luôn. Mình dùng nó rất là bền á, nên mình sẽ tách nó ra mới được. Để ghép vô cây saber lúc đó thì xài nó mới lâu được chứ. Ây, tốn có 5 kinh nghiệm thôi. Khá là rẻ. Ghép vô tốn 7 kinh nghiệm nữa. Là mình đã có dòng Indestructible cũng như là dòng Legend cấp độ 2 luôn. Quá ngon nha. Lắm. Chỉ là mình đã nâng cấp xong cây... Úi, coi kìa, cái độ bền bây giờ nó đã tự tăng lên và full luôn rồi nữa. Xịn chưa, ghép vô nó tự tăng độ bền luôn á. Nó không thể phá vỡ rồi. Quá tốt cho một cây saber. Còn cái nón. Cái nón tuy là còn 89% độ bền, nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình cường hóa cho nó thêm một vài dòng gì đó chứ. Mình coi coi mình có dòng gì không. Chậm hỏng. Fire trail hình như là mình ghép vô phát là mình đi ra lửa luôn á. Ghê lắm á. Bảo vệ, gai, show focus, chậm hỏng. Mình nghĩ ghép chậm hỏng là hợp lý nhất nè. Ok đi, ghép cho nó một chút chậm hỏng đi ha, dùng cho nó bền. Mình đổi cái nón xương trắng này, lý do là mình muốn farm linh hồn á. Để khi nào mình được tầm vài trăm linh hồn đi, lúc đó mình đổi sang mình đổi những cái nón khác thì nó sẽ thoải mái hơn. Ui, ghép ngược. Đấy. Rồi. Giờ thì mình chỉ mới có 39 linh hồn à, rất là ít luôn. Như vậy thì mình dùng cái show healer này không có được lâu đâu. Tại vì một lần dùng là tốn hết 20 linh hồn rồi. Mình cần phải cày cuốc rất là nhiều đó. Rồi, và hổm rày khi đi khám phá thì tỷ lệ mình gặp cái vùng sa mạc rất là cao luôn. Mình bắt đầu cày cái vùng sa mạc rồi. Và bây giờ cày cái gì mình khám phá cái đó luôn ha. Mình sẽ làm một cái cánh cổng dẫn tới một thế giới toàn là sa mạc luôn. Đi khám phá chừng nào ha, gặp sa mạc mà nó sợ mình thì thôi. Chứ đi khám phá một tí là gặp sa mạc, một tí là gặp sa mạc ha, bực hết cả người. Rồi để bây giờ mình sẽ làm một cái cánh cổng trước cái đã. Cánh cổng này thì nó sẽ xây cũng không quá khó đâu. Thông thường mình sẽ làm cái sàn 5x5 ha, rồi xây lên thêm một khu vực để mình chứa nước nữa. Sau đó là những cái cột. Giống như vậy. Đó. Là xong rồi đó. Giờ thì mình chỉ cần đổ nước vô trong thôi. Là hoàn thành cái công đoạn xây dựng cánh cổng rồi. Đây là một cái cánh cổng rất là đơn giản ha. Chắc mình sẽ đặt thêm 4 ô ở 4 góc để mình làm cái đường đi lên á. Nhìn cho nó đẹp. Đấy. Xong. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vô để làm nước vĩnh cửu và lắp đầy cái hồ nước bên trong. Đấy là xong rồi đó. Và công đoạn cuối cùng của mình là mình cần phải bỏ một cái được gọi là Scarab vô trong á, để kích hoạt cánh cổng này lên. Đấy. Rất là đơn giản luôn. Và cánh cổng này sẽ dẫn mình tới thế giới Atom ha. Thế giới toàn là cát với cát thôi. Và rất là nhiều những tên thổ phỉ bên đó nữa đang chờ đợi mình đó. Hơi bị căng. Và đồ đạc thì hầu như là đầy đủ rồi. Giờ thì chắc đi luôn thôi nào. Còn thiếu một thứ. Đó chính là mình cần phải mang theo thêm những cái bật lửa. Tại vì bên đó có những cái công trình mà chưa được thắp sáng á, mình có thể dùng bật lửa để mình thắp sáng lên. Rồi có hột quẹt không, bữa mình dục đâu rồi. Thiệt cái tình luôn á, hôm bữa đi dục cái hột quẹt đâu mất tiêu rồi. Rồi Sukana luôn. Có cái học quẹt mà cũng dục tầm 7 để cho nó mất nữa. Bó tay mình thiệt á.
Rồi tranh thủ mặt trời. Ui mặt trời cũng gần xuống núi rồi hả? Thôi đi luôn đi. Đi luôn kẻo trễ. Đi thôi nào. Qua thế giới Atom. Đấy. Và có một cái lợi thế khi mà mình khám phá bên thế giới Atom, đó chính là mình sẽ lúc nào cũng kích hoạt được cái Scarab Talisman này nè, cho mình tốc độ di chuyển á. Đó, mình khám phá rất là dễ ha. Rồi 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 rồi. Vừa qua mình đã gặp một cái tên cướp. Không, chính xác hơn là nguyên một băng cướp luôn. Này thì băng cướp nè. Ui, mình bị dính cái hiệu ứng marker gì kìa. Mắc kịch. Rồi luôn. Ui ui. Thôi thôi thôi. Mới qua đây mà mặt trời đã xuống núi rồi. Mình phải ngủ một giấc cái đã. Sáng thức dậy thì mới thấy đường đi khám phá được. Ở trên cái vùng sa mạc này. Ngủ được không vậy? Ý. Nó không cho mình ngủ luôn. What the hell? Bên đây có cái giường đặc biệt để ngủ không vậy? Nè, con này dám đánh mình. Nó không cho mình ngủ hả? Mình về nhà mình ngủ. Có gì đâu mà căng. Không cho mình ngủ ông bển. Mình về nhà mình ngủ. Đấy. Sáng liền. Rồi, sáng thì trở lại bên kia thôi. Ủa? À đây, giờ mới cho qua lại nè. Hơi mệt nha. Mỗi lần muốn ngủ là phải đi về nhà mới cho mình ngủ. Rồi. Phía xa xa đằng kia còn có một ngôi nhà. Hình như là của những anh người Ender thì phải. Chính xác luôn. Mấy anh này cũng sống ở bên thế giới sa mạc này nữa hả? Ui ui. Trời trời trời, đánh mình đánh mình. Đánh mình nè. Mình đã không muốn đánh rồi. Mà cứ đánh đánh mình thôi. Rồi luôn, mình lậm luôn. Cái này thì có thể làm được kiếm á. Cũng tương đối tốt á. Trong này thì không có. Ui ui. Những tên sát thủ. Assassin. Này thì Assassin nè. Được cái bông gì đây? À cái bông này có thể điều chế thuốc á. Và làm được thuốc độc luôn. Ghê vậy. Nãy giờ mình cũng đã tiêu diệt được vài tên rồi đó. Thành tựu thì cũng đã mở ra rồi nè. Nè tiêu diệt Assassin mình mới tiêu diệt được một cái Dirty Ring. Còn cái này tiêu diệt những cái tên Sugen thì mình sẽ được một cái Dirty Necklace. Rồi cái này mình có thể đeo vô được không? Không có chỗ cho mình đeo vô. Thôi. Đấy. À, đây là một ngôi làng bên bên thế giới Atom hay sao nè. Wow. Bên thế giới Atom bây giờ đẹp vậy. Có làng tược đồ nhìn xịn nha. Dạ, đã thiệt á. Ê, mình vừa hoàn thành một cái thành tựu gì cơ. Thành tựu màu tím luôn nha. Hơi bị xịn. Rồi, trong đây thì có thẻ tên các thứ. Hết rồi. Quỳ. Đúng đẹp luôn. Mới qua mà gặp được một cái làng tược rồi. Kệ sách đồ các thứ nè. Và đồ trong. Ê, có xương. Cái xương này thì mình có thể thu phục những con chó sói ở ngoài vùng sa mạc á. Rất là tiện á. Mình sẽ giữ những cái khúc xương này lại. Ví dụ mình gặp thì mình sẽ thu phục những con chó sói đó. Có chỗ chăn nuôi luôn nè. Dữ dằn vậy. Trong đây là căn phòng chưa room. Ui. Ui ui ui. Ui ui, tên này mạnh nhây. Ui. Mình nhập thứ dữ rồi. À, mình đánh không lại hắn rồi. Ui, hắn đánh đúng đầu luôn. Và mình không thể đánh cận chiến hắn được. Chỉ có thể dùng cung bắn thôi. Nè, mình đánh cận chiến không được luôn. Đấy. Cay thật. Rồi, gặp thứ dữ rồi. Khó chịu thật. Ui. Mới vô đã bị găng rồi. Mà hên là mình chạy nhanh á, hắn dí không lại mình đâu. Người có thể mạnh hơn ta nhưng người không thể chạy nhanh hơn ta đâu.
lúc lúc bắn được lúc mất không nữa nè, cái khiên hắn khó chịu thật. Đây rồi, bắn được rồi nè, cố lên, mình ngắm vô chân hắn thì mới bắn được ha. Cay thiệt, một mình hắn rơi ra cả đống sách luôn. Burning cấp độ 5, Ornit Shot cấp độ 6, lượm luôn, tịch thu. Gì đâu mà mạnh thiệt sự. Mình mặc giáp xịn không đó, mà hắn quýnh mình á, giật máu không phanh luôn mà. Rồi nãy mình khám phá chỗ này rồi đúng không? À có cái nón nè. Nón này đội vô coi đẹp không? Trời. Cái nón kìa. Đội vô nhìn mặt mình ngố quá. Thôi đội nón này đi. Cái này là mấy cái đồ bình thường bên thế giới Atom thôi. Để coi. Ồ cái này còn có chỗ trồng trọt nữa nè. Đây là những người dân làng hay sao nè? Farmer. À nữ nông dân. Ồ nhưng mà có cái tên này là đây làm gì? Đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Người ta đang hỏi thăm những người nông dân bên thế giới Atom. Là nhìn. Đánh. Phá ruộng người ta. Thiệt luôn á. Mình chưa kịp trao đổi hay là hỏi thăm gì người ta hết. Nè. Ui. Không trao đổi được hả? Đây. Những người này thì mình có thể đổi những cái lương thực để lấy những cái đồng tiền vàng ha. Ui, người này còn làm nghề gì nữa nè. À, đổi những cái line để lấy những cái đồng tiền ha. Có đồ trong đây không? Có redstone. Không biết là trong những cái ngôi làng bên sa mạc này thì có nhà bác thợ rèn không ta? Cũng phải có một bác làm nghề thợ rèn chứ. Ui, còn có giáp của những cái con lạc đà nữa nè. Giáp sắt. Được đấy, giữ luôn. Đây là người... À đây, người làm giáp nè. Người làm giáp da. 21 đồng tiền lên hả? Mắc vậy. Tiền đâu mà mua. Ăn dẻ xíu đi, mang mắt quá. Chắc có vẻ là không có nhà bác họ rèn ở trong cái ngôi làng này rồi. Những cái tên này đi ra nha. Đi ra chỗ khác. Ui, bắn người vô tội. Cái anh này đứng không mà cũng bị bắn nữa. Tội nghiệp thiệt. Rồi, à cái này có vàng pha thuốc nè. Hợp lý. Ui, mình đập mạnh quá. Đập phát một bể luôn cái phiến luôn. Ui. Gì đây, định úp sọt mình hay gì đây? Có thêm những khúc xương để thu phục chó sói sa mạc nè. Có vẻ ở bên đây á, muốn tìm những cái rương chứa đồ xịn có vẻ hơi khó rồi. Gì nữa đây? Thôi, chắc bây giờ mình sẽ rời khỏi ngôi làng đi. Để mình đi qua phía bên này. Tại vì mình thấy nó có một cái kim tự tháp nè. Và cái kim tự tháp này nó sẽ có đường vào đàng hoàng nha. Đây. Đường vào nó nằm ngay đây luôn. Dạ. Ủa đúng rồi ta. Ủa cái này đường vào đúng không? Ủa đúng mà. Ủa? Hay là bây giờ mình phải có cái gì đó nó mới cho mình vào? Nè. Lạ nhá. Hay là mình phải thắp đuốc lên ta? Cho vào đi. Không cho mình vào luôn. Theo như một số nguồn thông tin mình tìm hiểu thì để mở được cánh cửa đó ra thì mình cần phải làm một cây đuốc đặc biệt thì mới có thể mở ra được. Và cây đuốc đó thì mình cần phải có than đó nha. Mình coi. Đây, có than nè. May quá. Rồi, làm từ những cái dusty bone này hay sao nè. Úi. Đúng không? Dusty bone stick. À, là từ hai khúc xương. Ok. Rồi, làm một lần được 4 cây luôn. Ngon. Giờ thì thử trở lại đằng kia coi. Khi mình đặt 4 cái cây đuốc này lên. À không,
chính xác hơn là 2 cây thôi. Đặt 2 cây này lên thì liệu rằng cánh cửa nó có chịu mở ra cho mình đi vô hay không nha. 1 cái, 2 cái. Yes, nó không mở luôn. Ủa, có gì đó sai hả ta? Hay là cái nebu này nhờ? Nó... Đốt này cũng không đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thử thêm một lần nữa ha. Mình sẽ tìm cái loại khoáng sản tên là nebu để mình làm ra cái đốt thử coi. Nếu không là mình không thể nào mà đi vào cái kim tự tháp này đâu. Nó đã khóa cửa trước rồi. Khó thiệt sự. Công việc bây giờ... Ê, hình như đây là công trình gì nè. Ngon. Gặp công trình khám phá luôn. Có nebu không? Không có. Tiếc vậy. Ủa, có cây kiếm nữa cơ. Đập ra. Có vẻ là trong những cái rương này thì... Ê, có một cây đuốc nè. À, như vậy thì trong những công trình thì nó cũng có tỷ lệ gặp được những cái nebu nha. Nebu torch. Được, được. Gán lút hết cái công trình này. Biết đâu bất ngờ. Có nebu đi. Một cái bản đồ đi tới kim tự tháp. Đừng nói cái bản đồ này dẫn tới kim tự tháp kế bên nha. Nó đó. Chính là nó đó. Đó không có sai đâu. Rồi, giờ thì ráng tìm thêm một cái. Đây rồi, một cái nebu torch thứ hai. Ngon. Như vậy thì mình không cần phải đi đào khoáng sản đâu. Mình đã đủ số đuốc rồi. Bây giờ thử trở lại đằng kia nè. Trời cũng đã tối rồi đó. Những tên sát thủ cướp bóc nó đang hoành hành bên ngoài rất là nhiều này. Cái người càng đông thì ta càng thích. Ta sẽ cân hết. Mấy con này dạ, láo nháo hả? Rồi, thử với cái nebu torch xem như thế nào nha. Cái đuốc nebu. Đó. Chính xác rồi, như vậy thì mình cần phải có nebu torch thì nó mới chịu mở cánh cửa này ra cho mình. Xong, vô đây thì nó tối om luôn. Mình sẽ thắp sáng lên. Đó. Rồi, đập thôi. Cây cúp của mình đập siêu nhanh luôn ha. Những cái lồng này đập trong chốc lát thôi. Ấy, mình tiêu diệt mummy nó cũng mở một cái thành tựu cơ. Được đấy. Rồi, giờ thì kiểm tra rương thôi nè. Ui, nó quýnh mình trúng độc quá trời luôn. Trong này sẽ cho mình một chút da, khoáng sản và xương. Ok. Bên này vẫn còn rương nữa nè. Mà rương ở đây thì nó không có độ xịn lắm. Mình cần phải đi xuống sâu hơn cơ. Nhất là tìm được cái lăng mộ của vị pharaoh trong cái kim tự tháp này á. Thì chắc chắn mình sẽ có đồ VIP đó. Đi thôi. Để coi. Và quan trọng hơn là dưới này nó sẽ có rất là nhiều cạm bẫy nha. Và khi mà tìm được pharaoh, cái gì ta? Gọi là cái ngôi mộ của pharaoh á. Thì mình cần phải gắn một cái... cái đuốc gọi là Royal Torch hay sao á. Không biết là phiên bản mới này thì mình dùng cái nebu torch mình kích hoạt lên có được hay không nữa. Ui nè, có cái cạm bẫy nè. Mình dùng cúp mình có thể phá hủy được cái cạm bẫy nha. Rồi đi từ từ. Đường cùng rồi. Đi hướng khác. Đổi hướng. Qua đây. Mình đang lạc vô một cái hệ thống mê cung trong kim tự tháp đó. Đường cùng mình nè. Cái này rất là dễ bị lạc luôn đó. Rồi. Đường nào để đi tiếp đây. Rồi, thấy chưa? Bị trúng một cái bẫy. Bẫy làm chậm. Ê, hình như đang đi đúng hướng hay sao nè. Đúng không? Đi chừng nào mình thấy được một cái con đường dẫn xuống tầng dưới là đúng đó. Tới chưa? Mình đi một đường quá trời dài luôn mà chưa thấy đường xuống này. Buồn vậy. Đường xuống đâu? Không phải đường này. Nhiều bẫy quá trời luôn.
Đường xuống. Cho tôi cái đường xuống nào. Đi hơi bị lâu rồi đó. Đường cùng ơi. Đường xuống. Đường xuống làm ơn. Mệt mỏi á. Đây, đây, đây rồi, đây rồi. Đường xuống đây rồi. Ngon. Ô, ô, ô. Có 7, có 7. 7 mũi tên. Vô đây thì phải càng cẩn thận hơn, tại vì có rất là nhiều bẫy luôn. Phòng này phòng gì đây? Phòng này có đồ nè. Lắm. Phòng nào mình ấy mở, mình mở ra xong mình sẽ. Ê, hình như tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Đây chính là căn phòng của Pharaoh nè. Bây giờ thì để mình loại bỏ tất cả các cạm bẫy trong đây trước đó. Cái này là Unlit Nebu. À, mình hoàn toàn có thể thắp sáng những cái cây đuốc này lên ha. Đó. Và mình chỉ cần gắn thêm một cây nữa là mở được cái ngôi mộ của Pharaoh lên á. Nhưng mà để mình phá hết mấy cái bẫy trước, lúc đó đánh với Pharaoh thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, và bây giờ chuẩn bị cho công việc chiến đấu với Pharaoh nha. Hơi hồi hộp đấy. Ăn trước trái táo vàng cho chắc. Xong. Rồi. Mình đã triệu hồi Pharaoh. Đây là Pharaoh Huni Maat. Nè, Pharaoh Huni Maat nè, 300 máu luôn. Ừ, triệu hồi đi. Pharaoh này mặc áo màu xanh nhìn rất là đẹp ha. Rồi. Trúng độc của Pharaoh rồi. Mình phải đỡ những cái đòn đó không thôi là trúng độc. Và thành công. Mình đã chiến thắng trước Pharaoh Huni Maat rồi. Mở ra được một cái thành tựu. Đây. Ngon lành canh đào. Nó còn cho mình một cái trượng gì nè. Được á. Sẽ coi thử coi cái trượng này cái trượng gì nha. Atem Homecoming. À, cho mình kiểu như trở lại cái cánh cổng hay sao á. Spam point. Hay là trở về nhà luôn ta. Một là trở về cổng, hai là trở về nhà á. Và vị Pharaoh đó rơi ra cho mình một cây cung nè. Cung này tên là Horus. Ui, cung nhìn đúng đẹp luôn ấy. Cung nhìn hơi bị đẹp nha. Không biết sát thương thì như thế nào thôi. Mở cái rương này thử. Rồi, và khi mở cái rương này ra thì cho mình thêm được một cái món vũ riết, vũ khí cũng tên là Horus luôn. Horus Ascension. Một chút xương. Ồ. Không biết là vũ khí này có xịn hay không nữa. Cái này lên trên á, mình test thì mình mới biết được. Rồi, tạm thời thì mình sẽ thay thế cho cây cung Elite của mình đi ha. Lên trên mình sẽ test thử cái cung mà bị Pharaoh đó rơi ra có thực sự mạnh hay không. Và những cây đuốc này thì chắc mình sẽ lượm luôn đi. Tịch thu luôn. Đó, mình được 6 cây đuốc nè bù. Đồ free, xịn thiệt chứ. Rồi, và nếu mình thích thì mình còn có thể khám phá những cái căn phòng khác trong kim tự tháp này ha. Để kiếm thêm chút đồ. Đấy. Ui trời ơi, mấy con đó nó ồn nha. Á, à, ui trời. Cái chùy này, chùy sắt này tới 16 sức tấn công nè. Nhưng mà đánh rất là chậm ha. Test luôn, lượm lên test luôn. Rồi, chỉ có thế thôi đó. Quan trọng là căn phòng của vị Pharaoh thôi hả. Rồi trong đây có thêm một chút sắt rồi mấy cái xương. Cái thứ thôi. Nè, có thêm đuốc Nebu nữa nè. Top. Giờ thì mình sẽ test thử cái cây trượng này nha. Nó cho mình về đâu vậy? Ok. Đây là đâu? Gì cát không vậy? Ê. Quang. Gì đây? Sao tụ lực cát không vậy? Trời ơi. Cánh cổng đâu? Ủa cái này phải cánh cổng không vậy? Làm gì phải? Mèn đét ơi, nó bịp rồi.
Mình dịch chuyển một phát mình lọt xuống cái hố nữa nè. Dịch chuyển không có tâm gì trơn ấy. Dịch người ta xuống cái hố gì chịu nổi không? Bo tài luôn á. Ủa là cái tên. Cái tên này nó. Mấy cái tên này thì phải chặt hai nhát mới chết được. Khá là trâu ấy. Bây giờ thì mình sẽ test lần lượt là cây cung trước đi ha. Thử cây cung này. Một hit. Hai hit. Cái gì? Mất tận 3 hit thì mới có thể tiêu diệt được một cái con giống như vậy ha. Còn con này thì trâu hơn một xíu. Nói chung thì hơi yếu hơn so với cây cung của mình. Còn đối với cái vũ khí Ascension này thì sao? Cái này thì khi mà đầy cái thanh tấn công á thì nó sẽ hất lên trời hả? Không biết có chính xác hay không nữa. Fools in the air. Đâu đánh thử coi. Đó. Mình quýnh ra nó ra cái đường gì màu trắng trắng cơ. Quýnh xong nó hất lên trên không nè. cũng hay. Đúng là vũ khí trong Pharaon có khác. Trong lăng mộ Pharaon hơi bị đã. Mấy con nào mà đánh không có ngẫm luôn á thì nó sẽ bị hất văng lên trên không á. Ghê đấy. Khá là thích hợp để mình mang đi cà khẻ. Và đánh với những cái tên bên thế giới Atom thì cái vũ khí này rất là mạnh ha. Kiểu như là vũ khí chuyên dụng vậy. Được thiệt sự. Hôm nay đi khám phá mang được 3 món đồ bên thế giới Atom về cũng gọi là bội thu rồi đó. Rồi giờ thì chắc đi về thôi. Khám phá sa mạc gì đủ lắm rồi. Lâu đi khám phá về hướng biển một xíu á. Cái mình gặp được một cái vùng cây nước mặn nè. Cái thân cây á, nó bị chìm xuống dưới nước luôn. Hơi bị lạ. Mà ở ngoài biển này thì cỡ dài á, mình thấy là nó cũng khá là an toàn nha. Không có kiểu là nguy hiểm cho lắm. Nên cũng khá là tự tin đi khám phá. Phía đằng kia còn có cái công trình gì nữa cơ. À, mình nhớ rồi. Đây là những cái ụ tròn mà lần trước mình đã từng lặn xuống. Mình thấy nó không có rương nha, không biết lần này thì sao. Lần trước mình đi là mình không thấy nó có rương á. Thử lần này coi có rương hay không nha. Nè, nó có cái lòng spawn này nè. Mà rương thì chưa thấy đâu hết. À, nó có rương nè. Hợp lý. Vậy là có rương. Nhưng mà có điều cái rương nó tệp màu với cái màu gỗ thôi. Nên rất là khó để phát hiện luôn. Ở ngoài còn có một cái con Leviathan nó đợi mình sẵn nữa. Mình nhìn nó lâu lắm ạ. Hôm nay mình tiêu diệt nó luôn. Chơi với Leviathan luôn. Solo không? Đừng tưởng anh nhịn cưng lâu rồi cưng làm tới nha. Và khi mình tiêu diệt Leviathan thì mình sẽ được thịt luôn nè. Wow. Cũng được. Hổm ra mình gặp nhiều lắm á. Nhưng mà chẳng qua mình tha thôi. Mình không muốn tấn công thôi. Mà cứ cà khịa mình như vậy sao mà chịu nổi được. Tiếp tục khám phá trong này. Để coi còn cái rương nào không. Nè có rương tiếp nè. Và để loot rương an toàn thì mình phải tiêu diệt hết những cái con zombie chết đuối này cái đã. Để không thôi. Nó tấn công rồi đấy. Rồi lượm rương. We the God. Wow. Lại thêm những cái ốc nè. Cái chá. Vỏ ốc. Cũng tốt á. Vỏ ốc đó trong tương lai thì mình có thể làm được những cái gì ta. Cái đó tiếng Anh gọi là con đuôi á. Tiếng Việt là cái gì mình quên mất tiêu rồi. Hôm bữa mình có coi cái công thức chế tạo á. Còn một cái rương nữa nè. Burst CP cấp độ 5. Staple footing vàng. Ok. Cũng được. Như vậy thì trong này cũng có khá là nhiều những quyển sách enchant lạ đó, ha. Cũng ngon á chứ. Rồi, lỡ rồi. Còn thêm hai cái ụ nữa khám phá cho nó luôn. Biết đâu hai cái ụ còn lại nó lại có đồ xịn hơn thì sao. Đâu rương. Chưa đập cái lòng trước. Rồi xong đập cái lòng xong rồi. Quá trời quá đất zombie chết túi luôn. Rương đây. Nè, hầu hết những cái rương ở trong đây á thì nó đều có cho mình
Vỏ ốc ha. Và cái này thì chỉ có một cái rương thôi. Ít quá. Loot không đã gì hết. Cái cuối cùng nè. Hy vọng cái cuối cùng là cái cho mình đồ xịn nhất nha. Đâu đâu đâu, zombie đâu. Cái con này ở dưới nước khó nhìn dã man luôn. Ôi có con nó còn biết đẻ ra những cái con cá bạc cơ. Ghê thiệt. Đập ra. Chơi mà chơi đẻ cá bạc ai chơi lại. Rồi cái rương đâu? À cái rương đây. Anvil. Vàng. Hết rồi. Nó chỉ có sơ bộ những thứ đó thôi. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không ha. Ê. Khoan. Cái này là... Ê ê ê. Frozen stone. Đá bị đóng băng. What the... Từ. Ê! Tôi xong rồi. Ui, mình lạc vô một cái tổ đồng băng rồi. Rồi xong rồi, chiếc này lành ít chưa nhiều rồi Lộc ơi. Thái mái chân tay thiệt. Nó đang chơi liên... Nó cào hơi băng liên tục vô người mình cơ. Đi ra đi những cái con zombie khốn kiếp. Người sói nữa. Đi ra đi. Chiếc này lành ít dữ nhiều rồi. À và nó đang mắc kẹt ở trong góc tường. Mình có cơ hội. Ui Ripper. Mình có cơ hội để tấn công nó rồi. Con rồng băng này. Còn có những con cá nó tấn công mình nữa cơ. Cá bay. Cá xương nè. Mình muốn cận chiến nó lắm luôn. Nhưng mà mình không có đủ khoảng cách để tấn công nó bằng cây saber. Rồi giết nó luôn rồi. Yeah. Hên quá, nó mắc kẹt vô góc lắc. Thế là mình đã tiêu diệt được con rồng băng này rồi. Đúng đã luôn. Vô tình hốt được nguyên một con rồng băng. Cứ ngỡ là mình đi đai rồi chứ. Đúng là trong cái rủi nó có cái may mà. Hên thiệt. Rồi, giờ thì cùng nhau lút xác con rồng này thôi. Chút xíu nó để đi mất tiêu rồi. Mình cần phải thắp đốt lên để cho sáng sủa lên một xíu ha. Kìa, ở bên ngoài còn có con rồng biển nó đợi mình sẵn kìa. Ghê thật. Ôi, bây giờ không có đặt đốt được rồi. Thôi lút xác luôn. Mình còn lọ thủy tinh nè, mình sẽ lấy một cái lọ thủy tinh máu rồng. Đó. Ít nhất là phải có một lọ máu rồng trước đây rồi tính gì tính. Còn lại là lướt hết ha. Không biết là con rồng này mấy tuổi đây. Đồ nó rơi ra cũng tương đối nhiều đó. Một stack 7 rồng luôn nè. Im con rồng này 5 tuổi. Rồng giai đoạn 5. Có trứng không? Rồi chúng ngay con rồng đực rồi. Không có trứng rồi. Buồn thiệt, nhưng mà không sao. Có được rất là nhiều bảy rồng băng thì mình cũng khá là vui rồi. Cất mấy cái này vô. Im, đi khám phá gì thích lắm. Ừ, hình như nó còn kim cương nữa. Đúng rồi, đào kim cương luôn. Có kim cương free mà. Lút thêm mấy cái rương này, kiếm thêm nè. Trong hang rồng có nhiều rương mà chứ đồ sợ lắm. Nè, Mana Boost Cooling với Protection nè. Lượm luôn ha. Thì đấy. À con này. Thì ra nó chọn cái chết. Nó từ cái hốc bà tó nào nó chui ra vậy. Đang lướt rương mà cũng không yên với nó nữa. Nè nó còn bạc ti. Cái túi bạc ti đó thì không cần lượm đâu. Có thêm vàng nè. Quá trời đồ luôn. Im chiếc này có lời rồi. Chiêu linh. Rồi Mana Boost tiếp nè. Không, Mana Regen chứ. Không phải là Mana Boost. Hồi nãy mình thấy có mấy cái con người sói ở trong đây nữa. Không biết giờ còn gặp được không. Hồi nãy mình gấp quá, mình giết nó luôn rồi. Mình chưa kịp cho nó cơ hội thể hiện.
Bởi vì người ta nói thời tới kẻ không kịp là có thiệt nha. Bữa nay đi khám phá đồ bội thu không kém gì hôm qua đâu. Có vậy còn khám phá được nhiều thế giới nữa, vừa thế giới bên Atom nè, vừa thế giới bên này luôn. Ba mong rằng những chuyến khám phá sau thì mình vẫn sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bội thu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.